Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay ta sẽ giải phiếu ôn tập cuối tuần môn toán lớp 1 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ học là tuần số 10 luyện tập. Bài số 1 chúng ta đếm, chúng ta ghi xuống đây. Đây không có không có gì hết nên ghi số 0. Đây 1 có dấu chấm ghi số 1. 1 2 ghi số 2. 1 2 3 ghi số 3. 1 2 3 4 ghi số 4. 1 2 3 4 5 ghi số 5. 1 2 3 4 5 6 ghi số 6. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 5 7 9 vậy nó là tăng dần. Vậy nó là 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đây 10. 4 là đây 6, vậy là 4 là tới 5. 6 7 8. Này là 0 1 2 3. Nào qua bài số 3. Điền dấu bé, dấu lớn, dấu bằng. 10 này là 9. Số có nhiều chữ số hơn, số đó lớn hơn. Số 10 là 2 chữ số, số 9 có 1 chữ số. Số 10 lớn hơn. 7 và 0, 7 lớn hơn 0. 8 và 8 là bằng nhau. Số và số 4. Sắp xếp các số 2, 5, 4, 8 từ bé đến lớn. Và trong này là số 2 là số bé nhất. Từ bé đến lớn nha. Tới 4, 5 và tới 8. Bài số 5 nối. Trong này có hai cái bức tranh và bên này chúng ta có hai cái tách gục. Như vậy là trong này là chúng ta có gì đây? Bên này là một công việc. Và dưới này là 1, 2, 3, 4. Đây, trong này gồm là gì? Tổng cộng là 5 câu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gồm 1 và 4. Được không? 5 gồm 1 và 4. Đây, cái này nè. 5 gồm 1 và 4 này. Câu này là trên bờ là 2 câu, dưới nước là 3 câu. Như vậy là cũng là 5 câu. 5 gồm là 3 và 2 hoặc là 2 và 3. Đây, cái này. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bốn gồm ba và một. Bốn gồm một và ba. Bốn gồm hai và hai. Có nghĩa là ta lấy ba ta cộng một ra bốn, hoặc là ta lấy bốn trừ ba ra một. Chín gồm ba và sáu. Ba ta cộng sáu bằng chín. 9 gồm là 7 và 2. 9 gồm 5 và 4. Nó qua bài số 7. Và chất tranh rồi điền số thích hợp vào ô trống. Có chấm chấm con gà gồm chấm chấm gà mái và gà con. Bao nhiêu con gà đây? Có tất cả bao nhiêu con gà là ta đếm con gà mái và gà con luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tổng cộng là 9 con. Trong đó gồm mái và gà mái. 1, 2, 3 con. Gà con thì bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 con. Nó qua bài số 8. Quan sát tranh rồi điền số thích hợp vào ô trống. Trong này là có hai bạn này đang có khá nhiều đồ chơi.
xe, rồi những cái khối lập phương, khối hộp chữ nhật. Rồi chúng ta đếm. Bây giờ người ta yêu cầu là đếm cái xe này nè, cái xe loại này nè, là cái sọc sọc trên đầu nè. Đây một chiếc, đây chiếc nữa là hai chiếc, nè đây là hai chiếc, hai. Cái xanh xanh này bao nhiêu, cái khối màu xanh này bao nhiêu đây? Rồi chúng ta không phải nhất thiết chúng ta phải đếm đúng cái màu này đâu ha. Đây là người ta mục đích người ta nói là cái khối hộp chữ nhật, được không? Chúng ta đi đếm chứ không phải là chúng ta đếm cái một cái màu xanh xanh này giống như vậy đâu. Bây giờ trong này là khối hộp chữ nhật, chúng ta có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5. Đây là 5. Rồi chiếc xe này, cái xe cái hình dáng này đây, một chiếc, hai chiếc, ba chiếc. Rồi, là ba chiếc. Rồi chiếc xe này, xe lửa này, một, hai. Khấu lập phương, một, hai, ba, bốn. Đây năm, cầm lên tay nữa là sáu. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.